Trong hàng loạt các hiện vật được trưng bày, đáng chú ý có bản thảo gốc của cuốn On the Road của nhà văn Jack Kerouac được Jim Irsay mua với giá 2,4 triệu đô la Mỹ. Cây đàn guitar điện mà Bob Dylan chơi tại Newport với giá 1 triệu đô la Mỹ, bộ trống Ludwig của Ringo Starr, thành viên của ban nhạc The Beatles lừng danh, hay cây đàn guitar của Elvis Presley và John Lennon, tỷ phú Jim Irsay cho biết. Bạn biết đấy, các hiện vật kết nối bạn với lịch sử. Những thứ này mang tính biểu tượng. Tôi có chiếc ghế bập bênh của Tổng thống Kennedy, cây gậy của Jackie Robinson, đôi giày của Muhammad Ali trong trận Thriller in Manila chống lại Joe Frazier. Đó là thể thao, là chính trị, là lịch sử. Tôi đã từng có một bản tuyên ngôn độc lập và không có nhiều bản sao được làm cách đây hơn 200 năm. Hiện bộ sưu tập của Jim Irsay đang có mặt tại thành phố New York. Sau New York, bộ sưu tập sẽ có mặt tại Indianapolis và Chicago. Nghệ sĩ guitar Mike Mills chia sẻ. Tôi đã nghe nói về bộ sưu tập của Jim Irsay trước đây. Việc ông ấy mua và sưu tầm giúp các hiện vật sẽ còn tồn tại lâu hơn. Và việc ông ấy cho cả thế giới thấy và trải nghiệm là cách giúp mọi người hiểu hơn về lịch sử của văn hóa Mỹ, về vị trí và giá trị của chúng trong đời sống văn hóa và xã hội của chúng ta. Jim Irsay là một tỷ phú người Mỹ, sở hữu Indianapolis Colts, một đội bóng bồ dục nổi tiếng hàng đầu thế giới. Theo Forbes, với tài khoản dòng 3,5 tỷ đô la Mỹ, Jim Irsay hiện đang đứng vị trí thứ 855 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.